Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Thì hôm nay bên em lại về một loạt sản phẩm mới, sản phẩm đẹp để review đến tất cả quý vị, các anh chị, các bác chơi đồ cổ mọi miền Tổ quốc. Những sản phẩm yêu thương, đẹp đẽ và giá cả phải chăng hợp lý nhất các bác nhé. Thì những sản phẩm bên em mới về hôm nay thì các bác nhìn cho em rất nhiều sản phẩm đẹp, sản phẩm kỹ và sản phẩm đắt tiền cũng có và sản phẩm bình dân cũng có. Các bác nào nhìn không gian vị trí treo tường nhà bác, những chiếc nào phù hợp các bác thì các bác gọi điện cho em các bác nhé. Vâng, thì đầu tiên thì em xin like một chiếc gì đấy ạ? Vâng, chiếc song tiện đầu tiên đi. Vâng, đây là một chiếc song tiện này, khá là củ khoằm các bác, khá củ khoằm, khá là đẹp, bắt mắt các bác nhé. Đó, con tiện thì đầy đủ các bác này, con tiện đầy đủ đấy, những con tiện đầu bi zin nguyên bản. Dưới thì có cái 51983 đúng không ạ? Gỗ sồi nguyên bản. Đây là cái giải các bác, cái giải nó như cái khăn các bác, cái rèm. Trên thì nó có nhiều đường, đây là hàng lan can, có con tiện không nhá. Bên trong thì có quả chám, đúng không ạ? Có quả chám, nhìn trông rất là đẹp. Lắc con này thì nó là lắc hoa văn, một trong những dòng lắc đắt của đồng hồ. Những cái bộ mặt tạ lắc đắt này thì nguyên cái bộ mặt này thì các bác mua tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu cũng không được đâu ạ, bởi vì là cái số lượng thì nó không có nhiều, nó rất là ít. Con này thì nó khá là nhiều các chi tiết nhỏ nhỏ các bác, nó làm khá là kỳ công các bác, làm khá là kỳ công và nhiều các họa tiết chi tiết thì nó khá là nhiều. Đó, các bác nhìn những cái bi đằng sau, con tiện đằng sau, ốc chống tường hoặc bi chống tường nó rất là làm kỹ các bác nhé. Đó, nhìn cái con tiện này thì các bác nhìn là tượng trưng cho ở miền quê miền Bắc đúng không ạ? Miền quê miền Bắc thì có những cái bụp hoa gạo đúng không ạ? Bụp hoa gạo hay là còn gọi là nụ, cái nụ gạo đấy ạ. Nhìn trông rất là đẹp đúng không ạ? Trên mặt trên thì các bác nhìn song tiện với những cái đường song tiện đôi này. Và cái mặt của nó các bác, mặt của nó là mặt dưới là mặt cốt đồng không nhé? Bốn góc bốn thiên thần, mặt hoa văn. Vâng, với cái nền số rất là nổi đúng không ạ? Trắng sáng. Trên trường các bác, trên trường tiện cũng vậy các bác nhé, trên trường tiện cũng vậy. Bác nào mà thích chơi cái kiểu tạ dáng tạ khúc tạ lê mà nhà có con nhỏ thì bác chơi các kiểu này, nhìn cho trông nó rất là dài, kích thước là 89 x 34. Để em quay đến máy. Con này thì nó đánh gông vòng quá nhé, nó chơi gông vòng rất là cổ. Đây các bác này, nó có mã số của nó đấy các bác, nó có mã số đúng không ạ? Nó là mã số rất là nghệ thuật luôn. Con này thì trông nó rất là nghệ thuật các bác này. Máy các bác, máy các bác xem cho em, bởi vì là em thì không đây các bác nhé, rất là đẹp đúng không ạ? Em thì không tháo được máy ra, bởi vì là tháo máy ra thì nó hơi khó khăn, bởi vì nó đụng đến các cái chân ốc này các bác này đúng không ạ? Đụng đến chân ốc này. Bây giờ tháo ra xem, tí nữa lại bắt vào, xong bác nào đến lại tháo ra xong lại bắt vào đúng không ạ? Bắt ra bắt vào cả trăm lần chả xong đúng không ạ? Như em tin chắc những cái chiếc hàng đẹp đây này thì nó cũng chỉ về nóng thì nó bay nóng thôi các bác ạ. Đây, con này kích thước là 89 x 34 cm. Em sale con này các bác nhé, em sale con này giá tốt thôi. Đấy, các bác nhìn cho em, dài dằng dặc luôn, dài dằng dặc luôn các bác nhé. Đấy, tạ lắc hoa văn. Con này chạy cót tuần các bác nhé, chạy cót tuần. Đấy, em bán con này với giá bao nhiêu ạ? 6.700.000. Nó có mã số, cái phân khúc này nó sản xuất có hạn các bác. Sao? Đây. Quay rồi. Vâng. Phân khúc này thì cái số lượng nó có hạn các bác nhé. Thì ngoài thị trường thì nó cũng không có đâu các bác ạ. Em bán hàng bao nhiêu năm về thì nó cũng về cái con này giá nó khủ khoằm, nó về được một con. Nên giá nó thì nó không có cao các bác, em nhập giá nó không có cao đúng không ạ? Em nhập chắc nó con này nó phải đầu 6 rồi, đầu 6 hoặc 5, 9, 60 rồi về chuyển các thứ nữa. Rồi vận chuyển nguyên cái này vận chuyển về 1,5 triệu vận chuyển về rồi. Còn nếu đường bay những con như này thì vận chuyển về 3 triệu rồi, từ châu Âu về. Còn con này thì vận chuyển được công nó phải hơn 1 triệu. Vâng, thì em xin like sản phẩm tiếp theo trong đồ sộ các bác đúng không ạ? Vâng, tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Con này là con song tiện Verdes các nhé. Con song tiện Verdes nhìn giá cũng rất là to đấy ạ. Con này thì cao đến 1m15 đấy ạ, gần 1m2 rồi các bác. Con này thì em bù thêm 4 con tiện vào nữa cho các bác nhé. Bù 4 con tiện. Con này thì giá, con này thì con song tiện này giá nó tốt lắm các bác nhé. Thì các bác em cho cái giá tốt. Em sẽ bù cho các bác 4 con tiện, thì 4 con tiện em về nó không thấy thì em sẽ để 4 con tiện. Cái đế các bác nhìn cái đế rất là đẹp. Giá con này thì em bật mí cho các bác, nó chỉ tương đương bộ máy con 30 hoặc nó tương đương con 62 thôi. Nó tương đương giá con 62 đẹp đẹp tí thôi. Đấy.
giá con 62 thì ai chả chơi được đúng không ạ? Xong tiện kép có nhé, xong tiện kép là ống tiện nó dài, nó sóng dài thì nhìn trông rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, các dòng xong tiện hai cổ thì nó đắt lắm quá, nó đắt, nó đẹp đúng không ạ? Xong cái xong tiện kia thì tầm 7 triệu, em bỏ cái ông thầy tu đánh chuông ra, cái xong tiện kia thì nó tầm khoảng 7 triệu rồi, thì mình thêm có độ khoảng mình thêm có khoảng 2-3 triệu nữa thôi đúng không ạ? Mình chơi con này thì nó đẹp hơn nhiều đúng không ạ? Các bác nhìn hai con thì nó to hơn nhau rất là nhiều, nó đồ sộ hơn nhau rất là nhiều đúng không ạ? Các bác nhìn cho em đúng không ạ? Nó chỉ một trời một vực luôn đúng không ạ? Nó to hơn nhau cả gần 30 phân này đúng không các bác? Những cái con như này thì nó cũng không có nhiều các bác. Bên em thì có một con em mang ra quay, căn bản là nó hai cổ các bác này. Cái dòng hai cổ này nó đắt hơn những cái con không có cổ này, con nó đắt hơn những con không có cổ tầm 2 triệu mua cách nhau các bác nhé. Các bác cứ đi mua cái dòng, cứ dòng này không có cổ thì nó khoảng tầm 7 triệu, dưới 7 triệu một chút, như cái dòng có cổ này cứ kênh lên tầm 2 triệu đồng các bác này. Đấy. Đây màu đấy các bác nhé, đấy màu của em nó đây ạ. Trông khá là đẹp đúng không ạ? Đây các bác nhé, đấy. Trông khá là nổi, bắt mắt đúng không ạ? Mặt số đây có nhé, mặt số bên trong thì mặt số con này mặt 20. Lắc đây các bác nhé, lắc đây, lắc cũng rất là sáng đấy ạ, đúng không ạ? Lắc sáng bóng. Khóa đồng, khóa đồng. Chặt các bác. Kéo bắt ốc chưa, tháo chưa? Này, các bác nhìn. Côn nó dài đúng không ạ? Côn nó dài sướt mướt thế này cơ mà các bác, đúng không ạ? Gần như từ đầu thùng đến cuối thùng luôn. 8 côn 8 búa củ côn vàng quắc mặt này, nó cùng với một mặt này các bác này, củ côn này. Máy to quá nhé. Ôi sởi các bác. Các bác nhìn đi này. Con máy này thì dòng to nhất của Verdes các bác nhé, dòng to nhất của Verdes các bác nhìn này. Máy 45 các bác nhé. Thường thường quá mới đã gặp mấy khi gặp máy 45 chưa ạ? Đấy các bác nhìn cho em đúng không ạ? Máy 45. Thường thường các bác gặp con máy 42 là to nhất rồi. Còn con máy 45 này con cực kỳ là hiếm, các cực kỳ là hiếm. Không có đâu. Chắc một năm nó chỉ gặp mấy con máy 45 tem vàng máy cổ có nhá. Verdes máy 45 có nhá, Verdes máy 45 dòng to nhất khủng nhất của dòng Verdes. Thì dòng Verdes này thì đa số dòng to của nó là dòng máy 42, nhưng con này thì máy 45 các bác nhá. Bảo sao con song tiện nó to này thì máy nó phải to đúng không ạ? Con song tiện to này dáng nó phải to. Con này thì bác nào chốt thì các bác gọi điện cho em nhé. Thì giá tốt lắm. Giá con này nó chỉ tương đương những con 62 cỏ cỏ thôi các bác nhé. Nó không có gì là đặc biệt. Gọi là bác nào cũng chơi được các bác. Nó đắt hơn con kia thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em. Con này tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Zuza các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Zuza xuất xứ Pháp. Con này thì có tay nắm đầy đủ các bác. Tay nắm. Thùng này thùng lắp được máy 10, thùng này em nhìn rất là sâu luôn các bác nhé, thùng này rất là sâu, thùng này chắc chắn lắp được máy 10. Lắp đây có nhé, lắp đẹp len keng, thùng sạch sẽ, zin nguyên bản. Đây, con này thì điều đặc biệt nó đánh 4 gông đồng, 4 gông thép các bác nhé, điều đặc biệt nó đánh 4 gông đồng, 4 gông thép, ốc chống tường đầy đủ hết các bác nhé. Máy những cái con này thì nó dòng máy rất là đẹp, đẹp len keng luôn các bác này. Nhìn không tì vết luôn các bác nhé. Ok. Con này thì bên em bán giá tốt thôi các bác nhé. Em bán giá 4.300.000. Đấy, 4.300.000 này em cắt bù cho các bác tấm kính trắng các bác nhé. 4.300.000 này em cắt bù cho các bác tấm kính trắng có tay nạng, có tay nắm. Kính thủy các bác thêm cho em tiền em cắt tấm kính thủy. Và sản phẩm tiếp theo thì em xin lai một chiếc đồng hồ Odo. Chiếc này thì nhìn đến là Odo 62 rồi các bác. Nhìn chắc chắn 100% chiếc Odo 62. Thì không biết bên trong nó có gì đặc biệt không đúng không ạ? À đây rồi. Con này thì em thấy nó chơi hai bản nhạc có này, chơi hai bản nhạc. Đấy. Con này chơi bản nhạc Ave Maria và bản Westminster. Các bác nhé, có giấy tờ đầy đủ đây này. Giấy tờ đầy đủ luôn các bác. Gông côn. Thử rút máy các bác xem. Vâng, máy 10 các bác nhé, máy 10. 6 côn xanh nét này, các bác nhìn những thanh côn của côn 7 màu đúng không ạ?
thanh nhiều, có hai thanh kiểu nó hơi ánh bảy màu, các thanh thì nó điểm nhạt vàng lắm. Con này thì nó chơi bản thánh ca Ave Maria các nhé. Con này thì nó thường thường, nó đắt hơn dòng Sonodo một chút các nhé. Những cái bộ máy Sonodo thì những cái bộ máy Sonodo, những cái con Ave 62 này mà thùng như này thì nó rơi vào khoảng tầm trên 15 triệu, 15 triệu rưỡi các bác nhé, đến gần 16. Nhưng con này nó đắt hơn chút thôi các bác, đắt hơn chút thôi bởi vì là sao ạ? Bởi vì nó chơi quả gai các bác, nó chơi quả gai. Rút cho các bác xem cái con Sonodo bình thường. Đúng rồi. Con này thì nó vẫn còn kẹp chì này các bác. Đấy, nó vẫn còn kẹp chì, trông nó rất là đẹp luôn ạ. Máy con này thì gần như mới thế nào nó như vậy các bác. Đấy, gần như là nhà hãng nó về gần như là hàng tồn không sản xuất đây. Đây cũng là một con máy 10 các bác. Đây là một con máy 10. Đúng không ạ? Đây là một con máy 10 bản con này con 5410 Sonodo. Thì cái dòng Sonodo thì nó chơi nó vẫn giống các con máy 8 thôi các bác nhé, nó vẫn chơi giống các con máy 8. Đây ạ. Thì nó chỉ có xu này thôi các bác, nó xu nó đánh gạc nó gầy vào cái xu này. Nhưng dòng này thì nó tiến bộ hơn, nó làm theo con gai các bác. Nó làm quả bằng gai, nó đánh như kiểu nó giống cái quả của con gai Cardion các bác, nó giống như hệt của gai Cardion. Thì nó cho nó lăn khi mà cái vòng của nó lăn thì nó đánh cái nhịp điệu nó đánh nó sẽ luyến náu và nó sẽ nhịp điệu hầu như nó không chệch một chút nào. Âm nó rất là hay. Tại sao con gai nó đắt lên cả tiền trăm triệu đúng không ạ? Con này thì chuyện chám cũng nhé. Máy thì con này thì có thể đưa vào bảo tồn các bác. Con này đưa vào bảo tồn được. Thì bác nào gọi điện quan tâm các bác điện cho em. Con này thì giá tốt lắm. Nó chỉ cao hơn tầm con Sonodo khoảng tầm triệu thôi các bác. Nó cao hơn khoảng triệu thôi. Thùng 4 bông rất là đẹp đúng không ạ? Zin nguyên bản. Các bác nhé, zin nguyên bản thùng 4 bông rất là đẹp luôn. Máy 10 chơi hai bản nhạc các bác nhé. Đó, con này các bác gọi điện cho em. Đây các bác, tí nữa còn hai sản phẩm đẹp đấy các bác này. Hai sản phẩm đẹp tí nữa em review xong. Đây, này con 54 bông này trước. Lâu lắm rồi các bác, lâu lắm rồi em mới được nhìn con 54 nó đẹp như này. Đúng không ạ? Nhìn đau cả mắt luôn. Vâng, về được cái thùng nó đẹp như này thì nó cũng không phải là đơn giản các bác. Đây, thùng. Vâng, thùng gỗ sồi các bác nhé, thùng gỗ sồi. Thường thường thì dòng Odo các bác, thường thường thì em phải nói là cái dòng Odo thì về nó gọi là thùng của nó thùng rất là xấu. Thùng rất là xấu nhé, gọi là bên em hay gọi là cái thùng kiểu thùng máng lợn đấy các bác. Nhưng mà nó về được những cái thùng này thì với những cái thùng này thì các bác mua 5 6 triệu ngoài thị trường khó mà mua được những cái thùng này các bác. Đấy. Nhưng bên em thì giá bên em ra thì lúc nào mà giá cũng rất là tốt các bác, giá rất là tốt, giá luột luôn. Thùng đẹp nhỉ. Thùng 4 bông. Gặp những thùng 4 bông ngoài thị trường hiếm lắm, hầu như không có đâu các bác. Mặt đây các bác nhé, mặt tương đối là được, các bác, tương đối là đẹp. Kính thủy. Đây các bác nhé. Gỗ các bác nhìn gỗ, màu gỗ này, đấy, từ màu sơn này các bác nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Quả lắc. Ok, rút máy các bác xem. Đây các bác này. 8 côn, 8 búa các bác, 4 thép, 4 đồng, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Lòng này. Máy thì vàng rộm đây các bác nhé, máy vàng rộm này các bác này. Đúng không ạ, máy vàng rộm luôn. Đẹp nhỉ các bác nhỉ. Đấy, đang quay veo veo các bác. Máy đẹp leng keng các bác. Đẹp quá nhé. Đấy, kiếm được bộ máy đẹp vàng như này cũng không dễ kiếm được các bác nhé. Không dễ kiếm được các bác. Con này thì bác nào gọi điện thì bác nào quan tâm các bác gọi điện trực tiếp cho em thì em đưa cho cái giá cực kỳ là tốt luôn quá. Thùng 4 bông này thì giá tốt lắm các bác, giá em nhập được lô này giá tốt lắm, các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em. Đẹp nhỉ. Gặp những cái thùng siêu đẹp luôn. Thì tiếp theo em xin like một chiếc đồng hồ con Zuza quá. Bởi vì là các bác thì chơi cỏ nhiều đúng không ạ? Nhiều bác thì cứ bảo chơi muốn chơi gì thì chơi nhà, các bác chơi nhiều chơi ít nào nhà các bác phải lên trường con Zuza. Chơi Odo âm nó sướng lắm, âm nó chắc và âm nó hay lắm, nhịp đánh nó nhịp nhàng, nó không giống các con Zuza đánh vội hay là giống các con Verdes hay các con khác. Bởi Odo thì nó đi một cái tên tuổi khác, một cái thương hiệu khác và âm nhạc nó khác, chứ không phải là nó đắt đâu, là vì nó đắt là vì người dân chuộng, không phải được bác. Nghe âm nó thì hoàn toàn các bác, nghe âm của nó hoàn toàn là chất lượng các bác. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Zuza các bác, đây là chiếc đồng hồ Zuza. Thùng cũng khá là đẹp đấy các bác này. Đấy, mặt số đấy các bác, mặt số thì leng keng các bác nhé. Lắc tròn ve các bác. Tay lắm, đây, tay lắm vẫn còn quá lún. Mặt
con này cũng bốn thép bốn đồng, chơi này nó đánh gông thép và nó điểm đồng gông điểm bằng ông giờ điểm nhạc thì âm nó rất là hay. Mặt thì mặt này cái logo rất là to đẹp đấy các bạn, đẹp reng keng luôn. Vâng, máy Suzuka có 3 vách bệt. Ok. Vâng, với những cái con hàng trung bình thì các bác cho em sẽ like nhanh một chút các bác nhé. Đó, có cả tay lắm. Con này thì em xin sale giá tốt thì có nhé. Đấy, rất là đẹp. Em xin sale với giá 4 triệu 400 nghìn thôi. Đấy, mỗi thùng đẹp có nhé. 4 triệu 400 nghìn. Và sản phẩm cuối cùng các bác nhé. Và sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay thì em xin like một chiếc đồng hồ. Đây cũng là một chiếc Odo 54. Thùng khá là đẹp quá, thùng hai bông mắc ca. Cái thùng này thì hoa nó gọi là lồi nên nhìn trông rất là lồi các bạn. Thùng gỗ lâu trầm, màu này thì treo ở nhà thì cực kỳ là đẹp luôn, rất là lồi luôn. Đây các bạn nhìn, gỗ người ta làm rất là cẩn thận luôn các bạn. Đúng rồi, rất là cẩn thận luôn. Thùng đẹp. Đây những mẫu thùng gọi là đẹp nhất của dòng Odo rồi các bác. Với những dòng cỏ các bác, những cái dòng Odo tầm trung trung tiền, cầm đấy. Quả lắc đây có nhá, quả lắc đây. Quả lắc thì bóng loáng lên đúng không ạ? Vâng, con này thì vâng Odo 54 các bác. Em cứ tưởng Odo 30 nhưng con này Odo 54 các bác nhé. Đấy các bác, Odo 54 chuyện chám. Hãm xung bằng vú các bác, hãm xung vú. Cái đời hãm xung bằng vú này thì lực nó đánh thì nó sẽ không lập bập và nó thường thường đắt hơn các dòng khác khoảng 500.000 các bác. Đúng ạ, nó đắt hơn các dòng cọc khoảng 500.000. Nhưng mà cái này thì ít người không để ý lắm. Nhưng mà nó hãm lập bập, khi mà nó đánh vào thì nó đánh một phát là nó ngả ra rất khoát quá nhé. Đó. Tay. Vâng, máy đây có nhé. Máy nhìn trông rất là đẹp đúng không ạ, sáng đúng không ạ. Ok các bác nhé. Cái con này thì đánh 4 công thép, 4 công đồng, củ côn 101 các bác nhé. Củ côn 101 cho chất âm rất là ngân nga. Thùng vân gỗ thì vần vợn luôn các bác. Đó, các bác nhìn này, vân gỗ như là kiểu là đèo Hải Vân đúng không ạ? Con này thì các bác cũng gọi điện cho em các bác nhé. Thì các bác cứ chụp ảnh gọi điện cho em thì em sẽ cho cái giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác. Thì các bác quan tâm sản phẩm gì thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0367 386 796. Đó, em còn con máy 10 này các bác này. Còn con máy 10 kính thiên thần các bác. Cái nguyên tầm kính này 3 triệu đấy các bác, nguyên tầm kính này 3 triệu đấy ạ. Không dễ gì đâu, vỡ cái toang cái là coi như mất một phần mấy con đồng hồ luôn. Đó, còn thường thường nếu con này không có tầm kính này thì nó rẻ, con này có tầm kính này. Giá nó rất là tốt, có mười mấy đây các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé, chào tạm biệt tất cả các bác ạ.